hai cho các bạn. Đây là một clip đú trend. Say what? Ok, mình vừa thấy ở trên mạng đang có một cái trend làm cái món cà phê mà nó có bọt rồi, đẹp lắm. Nghe nói là ở nhà chỉ cần có cà phê, có đường, có nước nóng là làm được. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy Đoàn Thế Vinh khéo tay như thế nào. Ok, let's go. Ok, cho bếp 2. Để làm cái mà sốt sốt đó, đầu tiên mình sẽ cần có đường. À, đường. Mình sẽ cần có cà phê. Như hôm nọ mình thấy ông anh mình ở đây. Đây, cà phê này, cà phê gì đây? Cho vừa vào phim, chất cà phê phim rồi. Sao mình để mình tìm được. Nhà anh chị mình thì có đầy đủ nguyên liệu luôn, muốn gì có nấy. Trọ của mình ở trên đó thì không có đâu mọi người. Bao nhiêu đây với mình là quá xa xỉ với một thằng sinh viên. À đây, 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 đây. Được, được của nó, được của nó. Đấy. Ờ, nước nóng, ok mình sẽ đun. Ok. Sẵn khoe với mọi người luôn, mình vừa mới nấu xong. Đây là món gà chiên nước mắm. Hơi tung tóe một chút nhưng mà ngon mà. Nếm rồi, cơm mới chín luôn. Đấy, ở dưới phòng trọ của chị mình thì mình nấu ăn khá là thường xuyên mọi người. Tại vì muốn gì thì có nấy, kiểu nấu mình sẽ có hứng hơn đó. Còn ở trên trọ mình thì mình cũng nấu nhưng mà những món đơn giản hơn, kiểu rảnh thì mới nấu. Ok, mình sẽ làm nha. Mọi người sẵn tiện, mình mới phát hiện ra ông anh mình có cây này. Quay quay quay. Ê, được 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 được, phết được phết, mình sẽ lấy xài. Yeah. Hey, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Ở đây mình có một cái ly. Cái ly này thì mình chọn cái ly có cái đáy hơi nhỏ tí, vì mình sẽ làm ít thôi, mình không có làm nhiều. Mình không có máy đánh bằng máy á, cho nên mình không thể làm trong một cái tô to được. Đây mình có đường. Mình có siêu dụng cụ của ông anh mình đánh cà phê, mình sẽ dùng cái này. Mình có cà phê và mình có một cái bát để mình sẽ rót cà phê ra, xong rồi mình sẽ múc từng muỗng cho nó đúng công thức, để chứng minh là mình làm đúng công thức nhưng mà mình làm không được, chứ không phải là mình làm không được vì mình làm không đúng công thức đấy. Ở đây mình có nước nóng nữa. Ok, làm tiếng. Chúng ta sẽ lấy cái ly và chó mấy muỗng nè, nhắm đánh được bao nhiêu, 3 muỗng nè. Điểm thứ hai, chúng ta sẽ cho cà phê nước nóng chứ, cà phê chứ. Đi. Cà phê sữa xong. Chả biết đại. Này, một muỗng. Rồi này cũng mấy muỗng quên rồi. Mấy muỗng ta? Con nào nào nó vàng giống mình. Nãy mấy muỗng từ từ. Thôi chắc nó ngang rồi, chắc được rồi. Sao? Có thêm nửa muỗng nữa hên xui. Mình hay là con người muốn cân bằng mọi việc. Đấy. Nó không có đầu đầu nè. Giờ mình sẽ cho. Có kỹ thuật. Một. Một muỗng nữa đi, 3. Ok, 3 muỗng. Nice. Biến. Của thiên gia địa. Biến luôn. Giờ mình có còn khuấy cho nó tan ra chứ không nào. Hình như hơi nhiều đường. Không sao, đánh đại đi. Được của nó. Đánh này chắc cũng phải 25-30 phút rồi. Mấy ông đừng có nhìn cái hình ảnh này mà nghĩ bậy nha, bớt dần. Bây giờ mình muốn chứng minh một điều là muốn làm đồ handmade cái gì đó, nói chung đồ tự làm ở nhà đó thì cũng không cần quá nhiều dụng cụ đâu. Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy mình có thể làm được. Ok. Không sao hết, chưa thử. Muốn cho nó ngầu phải như này nè.
Thật ra đây là một cách tập gym rất tốt nha mọi người. Years later. Đó, mình sẽ bỏ kem nhiều nha. Đó, một chút đá nè mọi người. Rất là ngon luôn. Bởi vì đâu phải cái là mình làm đâu. Nè, nửa tiếng đánh. Còn đường không? Thằng nào kêu làm cái này ở nhà dễ? Thằng nào? Nè, giải pháp của mình là gay. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đứng khóc dưới mưa, nên cơn đau vào từng hơi thở. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.